vị có đang lo lắng chuẩn bị cho con em mình vào đại học hay không? Quý vị có những định hướng nghề nghiệp rõ ràng để hướng dẫn cho con của mình được thành công trong tương lai hay chưa? Được nhận vào một trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp loại ưu và thành công trong nghề nghiệp là ước mơ cho mọi cha mẹ dành cho con cái. Quý vị có biết 80% sinh viên nộp đơn vào đại học mà chưa biết rõ mình muốn theo học ngành gì? Học phí bậc đại học đã tăng lên 66% trong 10 năm qua. Học phí trung bình của một trường đại học công lập trong năm 2014 là 18.943 mỗi năm. Sinh viên ra trường bị nợ tiền học quá nhiều và có rất ít cơ hội tìm được việc làm ổn định. Viện Heartland là một tổ chức phi lợi nhuận với phương châm thúc đẩy sự hiểu biết về tài chính trên khắp Bắc Mỹ và hoạt động với mục đích giúp đỡ các học sinh có được một nền giáo dục bậc đại học thông qua chương trình College Planning Program. Cộng tác với Viện Heartland sẽ giúp cho các con em chọn ngành học cho phù hợp với thời điểm, chọn trường đúng với chuyên ngành, nộp hồ sơ tuyển sinh, tìm các chương trình hỗ trợ tài chính trong suốt quá trình học đại học, hướng dẫn nơi thực tập sau khi tốt nghiệp và chuẩn bị cho nghề nghiệp sau này. Việc lập kế hoạch vào đại học không chỉ là để có điểm cao mà còn nhiều chi tiết hơn thế nữa. Các bậc phụ huynh và các em sẽ biết cần phải làm gì, làm như thế nào và làm khi nào là đúng thời điểm. Đó được gọi là thực hiện con đường vào đại học cho đúng. Để tìm hiểu thêm về chương trình thực hiện con đường vào đại học của chúng tôi và để biết thêm chi tiết tham dự, vui lòng liên lạc với anh Minh Sinh tại địa chỉ email scm.wfg@gmail.com hay số điện thoại 615-999-7367, 615-999-7367. Tương lai của con em quý vị không phải là một giấc mơ, đó là một sự chuẩn bị. Rồi một ngày nào đó con của quý vị sẽ vào đại học. Quý vị đã sẵn sàng hay chưa?